Xin chào bạn, mình là Nam Thành. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho bạn một trang web có thể giúp bạn tìm kiếm bất kỳ một keyword, tức là từ khóa chính trong bất kỳ một lĩnh vực, một ngành nghề nào. Đó, thì nếu như mà bạn biết được cái trang web này thì bạn sẽ biết được rất là nhiều chủ đề liên quan đến cái lĩnh vực mà bạn đang làm ha. Bạn sẽ không bao giờ thiếu ý tưởng hết. Tức là ví dụ như bạn là một người sáng tạo nội dung đi, thì bạn phải nói rất là nhiều thứ liên quan đến cái chủ đề đó để thể hiện bạn là người có hiểu biết về chủ đề đó, để cho người ta biết rằng bạn là một chuyên gia. Tại vì nếu như bạn chỉ nói đến một hai thứ thì bạn sẽ không còn chủ đề để nói nữa. Cái lợi ích thứ hai là nếu như mà bạn học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, bạn sẽ có một vốn từ vựng vô cùng phong phú luôn. Bạn hãy hình dung như thế này nha. Giáo viên của bạn giao cho bạn một bài viết tiếng Anh về nhà đi. Nhưng mà bạn chỉ có biết có một hai từ vựng và bạn cứ lặp đi, lặp lại những cái từ vựng đó. Thì cái vốn từ vựng của bạn nó sẽ rất là nhiều nè. Bạn biết được cái trang web này thì vốn từ vựng của bạn nó sẽ rất là phong phú luôn. Cái lợi ích ba là chúng ta đang sống trong cái kỷ nguyên AI, trí tuệ nhân tạo. Thì những cái con trí tuệ nhân tạo bây giờ nó chỉ hiểu được tốt nhất là tiếng Anh thôi. Tiếng Việt hay là tiếng Trung, tiếng Thái gì nó cũng hiểu đó, nhưng mà nó rất là kém luôn. Vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta biết cách để tìm ra một keyword trong một lĩnh vực, một ngành nghề nào đó thì nó sẽ rất là tốt cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích chuyên sâu hơn một chút về keyword ha. Keyword có nghĩa là từ khóa chính. Trong bất kỳ một cái câu hoặc là trong một lĩnh vực, một ngành nghề nào, nó cũng sẽ có những cái chủ đề quan trọng, những cái câu quan trọng ha. Mình lấy ví dụ như cái câu này đi. Trang web giúp bạn tìm kiếm bất kỳ một keyword nào trong bất kể lĩnh vực và ngành nghề nào. Thì theo bạn là trong cái câu này cái keyword, tức là cái từ khóa chính là cái từ nào? Thì cái từ khóa chính là cái trang web ha. Tại vì thứ mà chúng ta đang muốn biết là trang web nào để giúp mình có thể tìm ra bất kỳ một keyword. Đó, thì đó là cái keyword chính trong cái câu này, đúng không? Thì ngoài cái keyword chính ra, nó sẽ còn có cái keyword phụ. Thì thứ mà chúng ta muốn biết là keyword, đúng không? Thì chính cái từ keyword này, nó cũng là keyword nha các bạn. Đó, rồi, ngoài ra thì nó còn có lĩnh vực và ngành nghề. Bởi vì chúng ta đang muốn biết cái trang web để tìm ra keyword trong bất cứ lĩnh vực và ngành nghề nào mà, đúng không? Chứ đâu phải là trong nhà trường hay là ngoài chợ gì đâu. Cái từ khóa chính ở đây là lĩnh vực và ngành nghề. Đó, thì khi mình giải thích như vậy thì nhiều bạn đã hiểu được, phần nào cũng đã hiểu được cái keyword là gì rồi. Bây giờ mình sẽ giải thích một cách sâu hơn, đó là giải thích về trường từ vựng ha. Mình lấy ví dụ như thế này, mình liệt kê ra những cái từ khóa chính sau đây, thì bạn hãy tìm cho mình một cái từ khóa mà nó bao hàm tất cả những cái từ mình sắp sửa liệt kê ở đây. Ví dụ, thứ nhất là giáo viên, thứ hai là công an, thứ ba là công nhân, thứ tư là kế toán. Các bạn hãy tìm kiếm cái từ nào nó có thể bao hàm được tất cả những cái từ mình vừa liệt kê ra. Thì cái từ nó bao hàm tất cả những cái từ mình liệt kê ra là nghề nghiệp ha các bạn. Tại vì giáo viên cũng là nghề nghiệp, công an cũng là nghề nghiệp, kế toán cũng là nghề nghiệp, công nhân cũng là nghề nghiệp. Đó, thì đó là trường từ vựng ha. Trường từ vựng. Đây mình viết cho các bạn xem nè ha. Nó gọi là trường từ vựng. Rồi, các bạn cũng đã hiểu sâu hơn một chút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái từ tiếng Anh, các bạn sẽ hiểu sâu hơn nè. Ví dụ như cái từ này, the thesaurus trong tiếng Anh nó có nghĩa là từ điển đồng nghĩa. Từ điển đồng nghĩa có nghĩa là, ví dụ như thế này nha, khi mình nói là real estate có nghĩa là bất động sản thì nó sẽ bao gồm những từ như là đất đai nè, nhà cửa nè, thuê và cho thuê nè, gạch đá nè, xi măng nè. Thì tất cả những cái từ đó nó sẽ nằm trong cái gọi là the storage có nghĩa là từ điển đồng nghĩa đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái trang web có thể giúp cho bạn tìm được những cái từ ngữ liên quan ha. Mình gọi chung tất cả keyword nè, trường từ vựng nè, thesaurus nè, từ điển liên quan á, bằng một cái cụm từ dễ hiểu thôi. Đó là từ vựng liên quan ha. Thì cái trang web mà mình đang muốn giới thiệu với các bạn á là cái trang web onelook.com. Đó, các bạn vào đây onelook.com. Rồi ví dụ như mình tìm kiếm cái từ khóa là bất động sản đi ha. Bạn tìm kiếm ngành nghề nào cũng được hết, nhưng mà mình lấy ví dụ bất động sản cho bạn dễ hiểu. Bạn nhập cái từ khóa này xong á, thì ở đây nó có hai cái phần tìm kiếm. Thì bạn hãy bấm vào cái phần là related words cho mình. Đó, có nghĩa là từ vựng liên quan nha. Đó, rồi ở đây nó sẽ liệt kê ra cho bạn rất là nhiều ha, 100 từ nè. Nào là cái phần này là all là tất cả, now là danh từ, adjective là tính từ, verb là động từ ha. Idioms có nghĩa là thành ngữ, tiếng lóng, slang là tiếng lóng. Đó, bạn muốn biết nhiều thêm kết quả thì bạn bấm vô next resource. Đó, thì nó sẽ liệt kê ra rất là nhiều cái từ cho bạn ha. Nào là office building nè, space nè, resale nè, tức là bán trước đó. Đó, rất là nhiều từ luôn ha các bạn. Và nếu như mà bạn không biết ý nghĩa của nó là gì á, thì các bạn cứ việc là các bạn hãy bấm vô cái từ đó để cho nó giải nghĩa cho bạn nha. Ví dụ như mình không hiểu cái từ này đi. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái nghĩa cho mình. Và mình sẽ copy cái phần này để mình đưa vô Google dịch. Đó, mình đưa vô Google dịch. Việc bán một cái gì đó một cách riêng tư trước khi nó có sẵn cho công chúng. Nó thì đó gọi là bán trước nha các bạn. Nó giải thích nghĩa thì chúng ta sẽ hiểu được cái câu này, cái từ vựng này nó có nghĩa là gì. Và tất cả những cái từ này nè, nó nằm trong một cái trường từ vựng gọi là IELTS đây ha. Đó, các bạn thấy không? Da là xăng nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đối với bạn nào mà đang học tiếng Anh đó, đặc biệt là học IELTS đó, thì những cái cụm từ này á, nó sẽ giúp ích cho các bạn viết một cái bài có nhiều cái từ vựng ha. Ví dụ như bạn nào mà làm về nội dung á, thì các bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng để các bạn viết nội dung. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm một cái từ khác đi. Ví dụ như là từ blockchain đi ha. Một cái chủ đề hơi khó một chút. Đó là blockchain. Đó, thì mình sẽ nhắn vô Enter nè. Đó, nó sẽ hiện ra rất là nhiều chủ đề nè. Blockchain nè, Ethereum nè ha. Fiat nè, Cyber Money nè ha. Nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái từ vựng liên quan đến cái chủ đề này cho mình. Rồi, tiếp theo á, mình sẽ lấy một cái ví dụ khác, ví dụ về video marketing. Giả sử như bạn đang bán một phần mềm, một sản phẩm nào đó liên quan đến video, thì bạn phải nói cho người khác biết tầm quan trọng của video marketing, đúng không? Thì bạn có thể liệt kê ra ở đây nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, những cái từ vựng liên quan đến cái chủ đề đó. Đó, rất là nhiều luôn ha các bạn. Rồi, giả sử như ở đây thì ví dụ như video motion. Đó, video motion, video advertising. Đó, thì mình có ý tưởng ở đây thì mình sẽ có thể dùng đến ChatGPT hoặc là cái chuyện bản quyền ha. Đó, bạn có thể nói về cái chuyện bản quyền hoặc là nói về audiobook. Nó rất là nhiều chủ đề cho mình lựa ở đây ha các bạn. Đó, 200 từ vựng là 300 từ vựng, 400, 500, 600, 700, 755 từ vựng ha. Rất là nhiều cái từ để cho chúng ta nói, chúng ta có thể kết hợp với nhau. Ví dụ như lúc nãy á, thì mình nói là nó sẽ có xuất hiện cái từ là podcast ha. Podcast nó cũng có thể liên quan đến video rồi các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ lựa ra một cái từ để mình làm nha. Ví dụ như sáng tạo nè, creative. Rồi, Mình sẽ lựa ra cái từ này và mình có thể là brainstorm, mình động não đi để cho ChatGPT nó viết ha. Ví dụ như thế này, mình sẽ suy nghĩ là hãy viết cho tôi nội dung dài 200 từ để nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo trong video marketing. Đó là một cái chủ đề hay ha các bạn. Mình chỉ cần dựa vào một cái từ thôi mà mình đã nghĩ ra được nội dung rồi. Hãy viết cho tôi nội dung 200 từ, dài khoảng 200 từ nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo trong video marketing. Nó bây giờ mình sẽ viết là thôi mình viết tiếng Anh đi ha các bạn. Tiếng Anh hay tiếng Việt gì cũng được, nhưng mà mình thích làm tiếng Anh hơn. Và nếu như mà bạn nào mà không có giỏi tiếng Anh thì các bạn có thể dùng Google dịch nha. Rồi, hãy viết cho tôi. Cái bàn phím của mình nó hơi bị liệt cho nên mình gõ lâu một tí nha các bạn. Cho tôi nội dung dài 200 từ. Nói về tầm quan trọng sáng tạo làm video marketing. Đó, mình sẽ dịch từ Việt sang Anh, sau đó mình sẽ copy nội dung và mình đưa vô cho ChatGPT nó viết ha. Đó, nó sẽ viết cho mình. Các bạn có thể yêu cầu nó viết 200 từ, 500 từ, 600 từ, 700 từ, 1000 từ gì nó cũng sẽ viết cho các bạn ha. Nhưng mà ở đây mình lấy 200 từ thôi cho nó nhanh gọn ha. Tại vì mình đang giới thiệu hướng dẫn cho các bạn mà. Đó, nó viết rất là hay ha các bạn. Đó, bây giờ mình có thể dùng cái này để mình đăng lên mạng xã hội. Tức là mình có thể làm một cái bài viết đó. Đó thì hoặc là mình có thể ứng dụng để làm video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa nó vô Google dịch xem coi nó có viết hay không nha. Trong trường hợp nếu như bạn không biết tiếng Anh á thì ChatGPT viết tiếng Anh rất là hay các bạn. Các bạn muốn dịch nó sang tiếng Việt thì dùng Google dịch cũng được. Trong thế giới kỷ nguyên số ngày nay, tiếp thị qua video trở thành một công cụ quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận đối tượng mục tiêu và nổi bật so với đối thủ. Tuy nhiên, với sự phong phú của nội dung video có sẵn trực tuyến, việc thu hút sự chú ý của người xem và giữ họ tham gia có thể là một thách thức. Đây là nơi mà sự sáng tạo xuất hiện. Sáng tạo trong tiếp thị video cho phép doanh nghiệp tạo sự khác biệt và tạo ra bản sắc thương hiệu độc đáo. Các video sáng tạo có nhiều khả năng được chia sẻ nhiều trên phương tiện truyền thông xã hội, tăng phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị của thương hiệu. Đó, các bạn thấy nó viết rất là hay ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái nội dung này để mình tạo video bằng cách là mình sẽ vào cái trang là InVideo nha. Bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn có thể click vào đường link InVideo.design bên dưới để mình tạo tài để bạn có thể dùng tài khoản premium miễn phí trong 3 ngày ha. Rồi sau đó bạn đăng nhập vô cái tài khoản premium, bạn sẽ thấy giao diện như thế này nè. Bạn bấm cho mình vào dấu cộng ở đây, ở cái phần editor ấy nha. Các bạn chọn cái này nè. Tức là mình sẽ dùng cái mục là text to video, có nghĩa là chuyển văn bản thành video á, mình sẽ chọn vào đây. Rồi ở đây nó sẽ xuất hiện rất là nhiều giao diện cho chúng ta lựa chọn. Thì giao diện có nghĩa là gì? Là template có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mẫu có sẵn ha. Và ví dụ như ở đây á, cái chữ màu trắng thì khi mà nó tạo video cái chữ của nó cũng sẽ màu trắng và cái font của nó như thế này ha. Đó thì có rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái giao diện này. Ví dụ như giao diện này ha. Mình thường dùng giao diện này. Đó, ở đây nó sẽ có tỷ lệ khung hình là 16:9 dành cho YouTube, Square 11 là dành cho Facebook và Portrait 9:16 là dùng cho TikTok. Mình sẽ sử dụng 16:9 để làm cho YouTube nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ dán cái nội dung. Cái nội dung mà mình vừa mới copy đó, mình dán vào đây. Đó, các bạn thấy ở đây ha. Rồi mình sẽ chọn vô cái phần là free và premium nha. Mình không chọn vô cái mục iStock nha các bạn. Rồi mình sẽ bấm vô cái phần create scene. Nó hỏi mình là có muốn cái chữ này á, nó quá nhiều trong một cảnh, bạn có muốn chúng tôi sắp xếp giúp cho bạn hay không? Thì bạn nhắn vào yes cho mình. Đó thì nó sẽ sắp xếp cái câu từ lại cho mình. Rồi sau đó mình sẽ bấm vô create scene để tạo cảnh ha. Các bạn để nó set up đâu đó khoảng 30 giây thôi là nó sẽ set up thành công ha. Tức là nó sẽ chuyển những cái văn bản này nè thành cái video cho chúng ta. Tí nữa chúng ta sẽ xem nó chuyển thành video nha. Nhanh chóng thôi. Rồi, như bạn thấy á, là ở đây á, nó sẽ có 12 cái cảnh ha, tương ứng với 12 cái clip ngắn. 12 cái clip ngắn như vậy á, nó ghép lại thành một cái video hoàn chỉnh ha các bạn. Các bạn thấy cực kỳ hay luôn ha. Đó, thì á, nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái cảnh nha. Và đôi khi những cái cảnh này nó không có liên quan gì hết với cái nội dung này hết. Cho nên là chúng ta hãy vào cái mục là Editor để chúng ta tìm kiếm những cái hình ảnh liên quan ha. Ví dụ như trong cái phần này nè, nó đang nói về cái chuyện là video marketing, mà nó cái video minh họa của nó là một cái bông hoa, cho nên nó không có hợp lý ha. Vậy thì chúng ta muốn thay thế á, thì chúng ta chỉ cần chọn vô cái ảnh hoặc là cái video này, chúng ta nhấn backspace để xóa cái nội dung của nó, và sau đó chúng ta vào cái mục là video để chúng ta tìm kiếm một cái hình ảnh minh họa ha. Tức là bây giờ chúng ta đang nói về video marketing, thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái từ khóa là video marketing. Đó, mình nhấn enter để tìm kiếm những cái video nó minh họa. Ví dụ như bạn đang nói về chủ đề tình yêu đi, thì bạn sẽ tìm kiếm từ khóa là love để minh họa cho cái này, đúng không? Đó thì ví dụ như mình đang nói về chủ đề video marketing. Đó thì ở đây nó cũng có một cái video liên quan này ha các bạn. Mình sẽ nhấn chọn vô. Đó thì các bạn thấy á, cái video gốc á, nó chỉ dài có 5 giây thôi, nhưng mà cái video này tới 10 giây. Các bạn để ý cái số ở đây nè, các bạn sẽ biết độ dài của nó ha. Vậy thì á, nó có một cái tính năng cực kỳ thông minh luôn, là nó gợi ý cái cảnh cho chúng ta ha. Tức là nó có những cái đường gạch xuống như thế này nè, trắng đen như thế này nè. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là kéo lại cho nó khớp với cái đoạn này thôi. Tức là chúng ta không cần suy nghĩ edit như thế nào cho cái thời gian nó bằng cái thời gian trước. Chúng ta chỉ cần kéo đúng cái vị trí đó thôi. Không cần phải suy nghĩ gì hết. Rồi sau đó chúng ta add vô. Đó, add vô thì đợi một chút thì cái đoạn clip này á, nó sẽ add vô cho chúng ta. Đó, các bạn thấy cực kỳ hay, cực kỳ thông minh luôn ha. Đó, bây giờ đó, như mình nói là sẽ có những cái video nó không liên quan ha. Cái phần không liên quan này thì mình sẽ đó thì chúng ta đang nói về chủ đề video marketing, thì cứ cái nào mà liên quan đến video thì chúng ta có thể kéo vô để chúng ta minh họa ha. Cái này không cần phải suy nghĩ nhiều đâu các bạn. Để đại đi ha. Rồi bấm vô add cho mình. Lưu ý là các bạn không chọn những cái video nào mà có chữ iStock ở bên dưới nha. Đó thì các bạn có thể chọn tất cả các video ngoại trừ những cái video nào có chữ iStock ha. Thực ra những cái video này cũng là những cái video đã trả phí rồi các bạn. Mình đã tài trợ cho các bạn hết rồi ha. Các bạn muốn dùng thử thì các bạn click vô link bên dưới để đăng ký dùng thử. Đó thì cứ như vậy nha. Các bạn cứ tìm kiếm những cái video hình ảnh minh họa. Ở đây chỉ có 12 cảnh thôi các bạn kéo nhanh lắm. Ngày xưa các bạn có thể mất cả ngày để làm một cái video như thế này, mà bây giờ các bạn chỉ việc là thay thế video, các bạn kéo thả vô thôi. Chỉ mất các bạn chưa đến 5 phút nữa là các bạn hoàn thành rồi ha. Thì các bạn làm những cái phần ở phía sau này nè, các bạn tự làm cho mình ha. Còn ở đây á, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng rất là hay, đó là tính năng chuyển văn bản thành giọng nói. Tức là như nếu như người ta đọc những cái chữ này á, thì khá là nhàm chán ha. Cho nên á, ở cái InVideo này nè, nó có một cái tính năng hay là tính năng tự động chuyển văn bản thành giọng nói. Thì mình sẽ bấm vô cái phần voice over ở đây, mình sẽ chọn vô cái mục là automated text to speech. Đó. Thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều ngôn ngữ cho chúng ta, có trên 25 ngôn ngữ ha các bạn. Ví dụ như là tiếng Nhật nè, tiếng Hàn nè, tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, đó, tiếng Đức nè, tiếng Ả Rập nè, tiếng Trung Quốc nè. Rất tiếc là hiện tại chưa có hỗ trợ tiếng Việt ha các bạn. Nhưng mà như vậy cũng đã rất là tốt rồi. Chúng ta có thể sử dụng những cái phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói rất là nhiều nơi. Các bạn có thể upload giọng tiếng Việt lên ha. Cái này không phải là một cái vấn đề lớn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng tiếng Anh. Mình sẽ chọn là US English ở đây. Mình sẽ chọn một cái giọng đọc. Ví dụ như mình nghe, mình thấy hello, hope you are. Mình thấy thích giọng của Zona ở đây. Mình sẽ chọn vào. Và sau đó mình sẽ nhấn vô Generate Voice Over để cho nó chuyển đổi từ văn bản thành giọng nói cho mình. Rồi, điều quan trọng nè là bạn phải tiết chọn vô cái này. Tại vì á, lúc nãy chúng ta chỉ chọn một cảnh thôi. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn chọn cho nó chuyển đổi toàn bộ văn bản ở đây nè thành cái giọng nói, tức là toàn bài luôn á, thì chúng ta phải tiết chọn vào đây nha các bạn. Đó, đây là cái phần rất là quan trọng. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vô cái mục tag ở đây. Đó, thêm vào. Rồi đợi một chút nó sẽ chuyển đổi cho chúng ta ha. Rồi, bây giờ nó đã tạo giọng nói cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta bấm lên để nghe thử đã có giọng nói chưa nha. Đó, cái nhạc nền của chúng ta đang hơi lớn, cho nên chúng ta sẽ bấm vô cái đoạn nhạc nền nè. Chúng ta chọn vô cái phần là Volume and Effect. Rồi chúng ta chỉnh lại khoảng 50% thôi. Đó, 50% thôi. Và bây giờ video marketing has become a crucial tool for businesses to reach their target audience and stand out from the competition. However, with the abundance of video content available online, it can be challenging to capture viewers' attention and keep them engaged. This is where creativity comes in. Being creative in video marketing allows businesses to differentiate. Khi mà chúng ta đang ở trên cái trình chỉnh sửa, có thể là nó sẽ hơi lắc một tí nha. Nhưng mà nó không phải là cái vấn đề các bạn. Các bạn xuất bản ra và các bạn lấy được cái video á, nó mới là cái vấn đề quan trọng ha. Và cái phần mềm này nó làm cực kỳ tốt luôn. Đó, vậy thì bây giờ giả sử như chúng ta đã làm xong hết tất cả những cái cảnh này rồi, chúng ta có thể xuất bản nó được rồi ha. Đó, bây giờ mình sẽ bấm vào cái phần này để mình xuất bản ra. Đó, mình sẽ bấm vô cái nút xanh này để cho nó xuất bản ra ha. Đó, như các bạn thấy video đã được xuất bản rồi ha. Và nó đang trong quá trình tải về nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lên để mình... has become a crucial tool for businesses to reach their target audience and stand out from the competition. However, with the abundance of today's digital and available video marketing has become a crucial tool for... Đó, thì các bạn thấy cái video tải In today's digital world, video marketing has become a crucial tool for businesses to reach their target audience and stand out from the competition. However, with the abundance of video content... Đó, các bạn thấy chỉ trong một thời gian ngắn thôi mình có thể tạo ra được một video không khác gì những cái video chuyên nghiệp ha các bạn, của những cái kênh lớn, rất là hay luôn. Rồi có một cái tính năng rất là hay của InVideo nữa là bạn có thể resize lại cho phù hợp với tất cả mạng xã hội ha. Ví dụ như cái video này hiện đang là cái video mình đăng trên TikTok, tại vì giao diện của nó là 16:9. Bây giờ mình muốn đăng nó lên trên TikTok thì mình chỉ cần bấm vô đây, sau đó mình bấm vô cái phần là Project thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện của TikTok và chúng ta xuất bản cái video đó ra là chúng ta có thể đăng lên trên TikTok các bạn. Nó, các bạn thấy á, bây giờ giao diện của nó là giao diện TikTok rồi. Nếu như cái chữ này to quá thì chúng ta chỉ cần chọn vô cái chữ này, sau đó chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại một chút, sau đó chúng ta lại tiếp tục xuất bản, là chúng ta đã có một cái video vậy ha các bạn, mà chúng ta không cần phải tạo từ đầu. Rất là hay luôn. Đây là cái công cụ rất là tuyệt vời. Cho nên bạn nào đang muốn sử dụng cái công cụ này để trải nghiệm á, thì các bạn hãy click vào đường link InVideo.design bên dưới ha. Như vậy là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.